bên này Lê cũng bắt đầu tìm Không mất quá nhiều thời gian Để kiếm được cái video mà hai đứa trẻ đấy nói Bởi vì lượt xem, lượt bình luận Chia sẻ quá nhiều Nó đã nổi lên trăng nhất mà không mất công tìm Trong đoạn clip Tay người đàn bà Vừa bửa đôi cái bánh tiêu Vừa tự nhận là đã mua bánh ở ngã tư X Của người đàn bà tên là Nga Bên trong lái bánh có chứa cái gì đó Đen sệt Người đó khẳng định biết bà Nga làm đĩ và dùng cách này để lôi kéo khách hàng đến Mua bánh Người này còn kể y như thật Hai mẹ con nhà đó chỉ bán đến 8 giờ thôi Còn buổi đêm thì sẽ đi khách Vì vậy cho nên Hai mẹ con đã mua được nhà Chứ bán bánh về hè Tiền đâu mà thuê trọ Chứ đừng có nói là mua nhà Tuy là nick ảo Sau nghe những lời kể thật đến nỗi Không ai nghĩ là bỉa Đoạn ghi hình chỉ có đôi tay khi bàn cùng bọc bánh tiêu được cho là mua của bà Nga Bên dưới phần bình luận Chỉ có số ít là bênh vực Còn đa số thì vào hùa Bêu xấu quán bánh nhà bà Nga Hàng ngàn người tẩy chay quán bánh Nói là sẽ không mua bất kỳ thứ gì ở đây Cho nên mới có cái cảnh Hai mẹ con ngủ từ sớm Đến giờ vẫn không bán được tí nào Lê nhìn vào đống bánh Lại nhìn ra đường Vẫn bắt gặp những ánh mắt kỳ thị Và mỉa mai từ người đi đường lê vẫn đang định hình xem liệu có ai là người đứng sau chuyện thất đức hại mẹ con cô thế này nói gì thì nói kể xấu nhau cũng là thường thôi chê nhau cũng lại quá thường nhưng âm thầm ném đá dấu tay đánh vào kinh tế của nhau thế này thì lại quá là thâm độc trước giờ bà nga không có xích mích với ai dẫu cho mang tiếng bà làm gái vẫn đeo đẳng đến bây giờ nhưng nghĩ mãi mà không được ra ai là kẻ tình nghi còn đối với lê mà nói về đứa mà cô có thù hẳn thì duy nhất chỉ có cái Liên và thằng Sơn Con Liên và thằng Sơn làm ư Thoáng nghĩ về hai đứa nó Khiến Lê giật mình Nói về kiểu gắp lửa bỏ tay người Chơi xấu nhau Thì chỉ cái Liên là nhất Kể sơ qua về chuyện gắp lửa bỏ tay người của cái Liên Thì không thể không nhắc đến Chuyện nhang tắt Nấu ăn mặn Và vu cô ăn cắp tiền Tất cả đều có cơ sở Chứ không phải là vì Lê có ác cảm Nên nghĩ nó là chủ mưu lại biết cái liên có lối nói chuyện rất dễ bị thuyết phục Nên dắt mũi dư luận rất giỏi Đến cái chuyện tú đảo cho bà Nga mẹ bánh Mà qua mồm nó Lại thành lê phải lòng khách còn được Thì chuyện này cũng có khác gì đâu Thôi dọn hàng vào đi Ngồi tầm này cũng chẳng bán được tí nào đâu Trong khi Lê đang nghĩ Thì bà Nga lên tiếng đứng dậy Ngồi ghế, dọn dẹp Nhìn cảnh mẹ mình buồn Lê cũng nặng lòng theo Thầm nho đến đổ đã đổ bát cơm của người khác thế này Đánh vào kinh tế của người khác Là kiểu không thể chấp nhận Để cho bà Nga tự dọn Lê mặc áo vào Rồi đi xe chạy đi đâu không rõ Tầm này bà Nga cũng không có tâm trạng hỏi Han Sẽ đi đâu làm gì Cứ nhìn đống bánh chiên không bán được Bà lại ứa nước mắt Lê Vi xe một mạch đến công ty của cái liên Trong đầu vẫn chắc chắn chỉ có nó Là làm thôi Nó dạy một cái là ôm lấy cái điện thoại Thì không có lý nào Nhà mà Lê bị thế này mà nó lại không biết Dừng xe trước cổng công ty cái liên Lấy rút điện thoại ra gọi Chuông đổ mãi nó mới chịu nghe máy Alo gọi cái gì Mà xuống dưới cổng ngay Tao đang đứng ở đây Lê cố nhịn để thốt ra câu nói Tử tế gọi cái liên xuống Nhưng nó lại hỏi Có việc gì nó luôn đi Đang bận Mày xuống đây ngay Đừng để tao lên tận chỗ của mày Thì tao giết mày đấy Nói xong Lê tắt máy Ngước lên nhìn tòa nhà trước mặt Bất giác Lê nghiến răng Có phải nhịn và chịu đựng Khiến vợ chồng nhà nó nghĩ là cô không biết gì phải không Tầm 5 phút sau Cái liên khể nệ đi ra Cái bụng bầu chuẩn bị tới tháng đẻ Mới vất vả làm sao Nhìn ra cổng Thế Lê đứng hơi đợi thật Nó chậm chạp đi ra hỏi Có chuyện gì nói nhanh đi Bốp Mày còn giả vờ hỏi ngược lại tao sao Mày mới thừa tao đến đây là vì chuyện gì Mày ghét tao thì mày có quyền phá tao Nhưng còn mẹ tao có tội gì với mày Mày chơi thế này Mà mày còn thản nhiên hỏi tao làm sao à Tao phải giết mày, con lĩ này Lê gạo ẩm lên túm lấy cổ áo cái liên Đánh vào mặt nó, nó vẫn chống trả Rồi gào mồm lên cãi Mày điên à, tao làm gì nhà mày Vẫn chối phải không Mày không dám nhận sao Lê giật tóc nó rồi tắt bôm bốp vào mặt của liên Mấy người xung quanh thấy Hai mẹ bầu đánh nhau thì gàn cái Liên bị Lê đánh cho đỏ cả mặt Nó mếu máu nói Em có làm gì đâu Con đĩ này cứ bảo em làm rồi đánh em ấy chứ Nó bị điên đấy Ghen ăn tức ở Không làm thế nào được thì quay ra cắn càn Liên chỗ mô lên trời Lê lao vào toan đánh trời Thì bị người ta cản lại Bực tức Lê bỏ về Không phải vì cô sợ Mà là để về để chuẩn bị cho một màn combat Sống chết với nhà nó Cho tới bây giờ Lê không thể chịu đựng nổi cái nhà này nhất là khi nó lại động đến bà nga đến chuyện cơm áo gạo tiền của bà Tối hôm đó có mặt đông đủ Khi liên kể là bị lê đánh ở cổng công ty ai nghe xong cũng quay ra nhìn lê chán nản Đây không phải lần đầu tiên lê gây sự với cái liên này chứ không để cái nhà này yên một tí được hả chị lê chị cũng mang bầu kia mà nhà tôi cũng mang bầu chị hay bảo phải để dành phước cho con kia mà sao mà sơ hở một tí ra là chị đánh cái liên nhà tôi thế mày hỏi con vợ mà đấy tôi làm gì quầy bánh của mẹ tao chúng mày mà không gây sự tao cũng không thể điên mà đánh sơn hỏi chuyện thì lê cũng đáp ngay nó hỏi lại và tôi làm cái gì mà chị phải đánh nó trước bàn dân thiên hạ thế lê không nói năng gì rút điện thoại trong túi áo Bởi lại đoạn clip sáng cô nói với nhà nó tao biết chúng mày xem xong không điên mà nhận lỗi nhưng tao biết là đủ chúng mày sống bận lắm đã đổ bắt cơm nhà người ta thì hay lắm phải không này chỉ vì cái này mà chị đánh vợ tôi thằng sơn sửng sốt hỏi lại lê vẫn chắc chắn không vợ mày thì chắc là tao tự dựng lên chắc nó cầm điện thoại suốt ngày mà lại không biết gì hay sao hơn nữa con vợ mày cũng có lần đi qua chụp trộm tao đấy vua tao là kẻ cặp kè với kẻ khác đấy thôi ngày thường xích mích chuyện nhỏ tao không chấp ảnh hưởng đến mẹ tao thì tao phải nói sau câu nói của lê thằng sơn quay ra nhìn thái nó nói với anh trai anh xem vợ anh nói chuyện đấy Chỉ vì cái đoạn này mà nó đổ cho vợ tôi Anh có quản được vợ anh không thế Anh định để chị ta làm loạn đến bao giờ Thái bị em chất vấn Không nói được lời nào Một bên là vợ Một bên là anh em Thái cứ lọt thỏm ở giữa Lê nhìn chồng mà ngứa mắt Vợ chồng nhà nó thì bên nhau ấy thế mà bản thân lại không nói đỡ cho vợ lấy một lời Lê liếc chồng một cái Không phải là vì cô buồn sự lạnh nhạt và vô tâm này đã kéo dài Từ đầu cuộc hôn nhân Chứ chẳng phải là bây giờ Nếu hắn mà bênh vợ chửi em trai Đó mới là Thái bị bất thường Kỳ Liên bị đánh sưng mặt Tay vẫn ôm cái khăn có cục đá lạnh chừa mặt Nơm ức nói Em không biết đâu Đánh em biết bao nhiêu lần rồi Em còn mang bầu Anh ở đến cả con em nữa chứ Em phải báo công an làm cho ra lẽ Lần này mà không giải quyết Thì sau em cũng bị ăn đánh nữa Em sống có đến nỗi nào đâu mà cứ sợ ra là bị cắn trộm Liên vừa đau vừa tức dọa báo công an Bên này Lê Vinh mặt lên thách thức Báo thì báo cô sẵn sợ cái đếch gì Nếu mà nó báo thật Cô sẽ tố nó tội nó ăn cắp luôn một thể Kỳ Vân ngồi từ đầu tới cuối im lặng Nó không biết gì nên ngồi nghe xem chuyện là thế nào Nếu nó chưa biết đầu đuôi mà bênh lê Thì cũng không được Nghe tới cái đoạn Khi Liên đòi báo công an thì nó gàn Vân đáp Báo công an cái gì sau lúc mẹ mất tiền đòi báo thì chị phản đối Bây giờ chị đánh chị Thì chị nhảy ngược lên đòi báo Thế này mới là vạch áo cho người xem lưng đấy Mẹ ngày mai là về rồi Chờ mẹ về rồi giải quyết Khi Vân nói rất có lý Bà Lộc đi được vài hôm Con cái cứ ủm tỏi cả lên Chờ mẹ về là hay nhất Cuộc nói chuyện chấm dứt Cả ngày Lê ở nhà không đi làm Bởi có mở quán thì cũng chẳng ai mua Nếu mà không giải quyết rõ ràng Chắc cũng phải làm như cái Liên nói Báo công an vào cuộc điều tra Chứ cái mắc làm ăn bẩn thỉu thế này Đeo đẳng Thì chắc chắn bà Nga sẽ phải dẹp tiệm Con bánh này gắn bó với bà từ thời trẻ Này cũng quá nửa đời người Bà biết làm cái nghề này Biết làm nghề nào để kiếm sống đây Tối hôm ấy lê sang nhà mẹ đẻ Đi qua đoạn quán hát Mà người đàn bà tên Hồng kia mở đèn bật sáng Cả một khóc phố Mở nhạc đình tai nhức óc Hai bên lề là hai sãi nhân viên nữ Ăn mặc ngắn cuốn cỡn uốn éo mời chào Thường tốt đàn ông sang trọng có Bẩn thiểu có, tấp nập ra vào Ôm vai bá cổ nữ nhân viên thân mật Nghĩ buồn cười nhỉ Ở nhà chắc vợ con vẫn nghĩ Chồng mình, bố mình đang làm việc vất vả đấy Chứ nào nghĩ họ đang làm việc Trong quán hát trái hình này đâu Như vậy thôi cũng chưa là gì Nhờ ông ôm ấp chân dài đây xong Về nhà thấy vợ lôi thôi lích thích Bất mãn lại còn đánh vợ Phải nói chứ mấy cái thứ dịch vụ này Hủy hoại hạnh phúc gia đình quả là không sai vừa lướt qua thì lê phải phanh giật ngược lại đột ngột bố cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó rất giống với thái đi vào trong quán hát của bà hồng không nhầm đâu chính là hắn thằng chồng hiền lành đến nỗi ngờ ngạch ấy bố cũng biết tới cái món này á à phải nói đến là bản chất rồi cần gì ai phải đợi mới biết thái đi cùng với sơn thằng em trai chưa nào có ai xa lạ gì đâu nếu đoán không nhầm thằng em sợ người này là người đầu têu rủ xe thái vào đây đây Người cái gì cũng biết như nó Khéo như nó Thì tiêm nhiễm vào đầu người khác Chẳng là có gì là không có lý Chỉ cần nó kích đều thái ba câu Gặp phải người chán đời Sẵn sàng cắp biết đi ngay Khi dựng xe xong Hai người đến hiên Đã có hai đứa chân dài ôm ấp Sát vào trong Trước cảnh tượng này Lê không ghen Mà chỉ cảm thấy tức Khi mà vẫn chung sống với nhau Cô không muốn Thái bị thằng em khốn nạn này Lôi kéo vào tệ nạn vớ vẩn này mà trong khi đấy Thằng Sơn cũng chỉ muốn thái sập bẫy Để nhằm đạt được mục đích riêng Nói nôm na Thằng Sơn đang cảm hóa một người hiền lành Thành một kẻ mấp mé giống trí phèo đây Không do dự Lê quay ngoắt xe vào quán Thấy đàn bà con gái vào đây Ai cũng nhìn nhau Bởi quán này chỉ tiếp khách là đàn ông Lê mặc xác những ánh mắt giò xét Đi thẳng vào trong Thế Thái đang được ôm vai bá cổ Bởi một con đàn bà Lê túm lấy của áo Thái giật lại Thế Lê trước mặt Hắn cũng giật mình lúng túng Bởi bản thân đi với gái mà để vợ bắt gặp Nó đã không ra cái gì rồi Giỏi lắm Trong khi mẹ con tao bị con em dâu của mày chơi xấu Thì mày an yên ở đây ôm ấp gái Mày ung dung sung sướng quá nhỉ Sao cô nói với chồng Người ta cũng biết là Lê đến bắt quả tang Bên cạnh đó Có hai tên bảo vệ định trực Tới bắt Lê Thì bà Hồng đứng ở bên khóc Đã ngăn lại Bà Lăng Thinh nhìn xem con gái bà Nga Sẽ phản ứng thế nào khi gặp cảnh chồng mình thế này Thái cuối mặt xấu hổ Vợ chạy đến hẳn động bàn tơ bắt Thì chồng cũng đủ hiểu lê ghê gớm thế nào Thái im lặng định bỏ đi Thì Sơn đứng cạnh tụi đôi tay anh trai mà nói Này Anh có phải đàn ông không thế Anh sợ cái gì nào Anh cứ hiền lành thế nó ngồi lên đầu là phải Bốp Mày xưng nói với ai Tôi chẳng hẹn đếm xỉa với mày đâu đấy Xui anh trai của mình có vợ đi tay vỉn để tao gọi cho con vợ mày Để xem xem Nó có xé xác mày ra không mắc Móc miệng để vợ chồng tao cãi nhau tao biết tỏng Nhưng mà nên nhớ này Chừng nào mà tao còn trong sổ hộ khẩu Còn tờ sẽ kết hôn Thì bà mày có quyền Chuyện của vợ chồng tao Tao cấm thằng nào Con nào xía vào Lê vào vào mặt Sơn bôm bốp Trước nhiều người Khi ai đấy đều giật mình Lê cũng biết tầm này Nhiều người ở đây Có tát thằng Sơn Nó cũng không dám đánh lại Tôi cũng là đàn bà mà Thái xấu hổ không nói không rằng Bỏ đi về thẳng Sơ cũng chỉ liếc Lê một cái rồi nhanh chóng theo anh ra về Lúc này chỉ còn một mình Lê đứng đấy Lúc này bà Hồng mới đi từ từ đến Trưng ra vẻ mặt hiền lành Bà khen Đúng là con gái mẹ Nga Vừa sinh vừa đáo đề bạn lĩnh Nhưng con gái này Con đẹp đẽ thế này Mà con cứ đi níu chân thằng chồng thì tội nghiệp lắm con ơi Vừa nói Bà Hồng vừa vuốt tóc Lê cô khẽ khàng hất tay của bà hồng ra khỏi tóc mình hôm nay không có mặt bà nga ở đây nên cô đáp đồ của mình chắc chắn là mình phải giữ bây giờ không tin được xã hội đâu bác xảy ra một cái là si đa ngay lời của lê nửa đùa nửa thật khiến bà hồng đang cười cũng phải tắt ngúm nhưng chỉ vài giây sau bà lại nói nhỏ ý của bác đấy là con giống như viên ngọc ấy vừa đẹp vừa sáng thay vì suốt ngày phải chạy theo quản thúc chồng chỉ bằng hãy để đàn ông chạy theo mình đi Họ sẽ nâng niu con Chiều chuộng con Và cho con tất cả những gì con muốn Đàn ông vốn dĩ tệ bạc Con biết điều đó mà Cũng chính vì đàn ông mà mẹ con Đây là lý lẽ của mấy người dịch vụ bẩn như bà nghĩ ra thôi Đời tôi có lấy chồng hay không có chồng Tôi vẫn sống hiên ngang Chẳng phải nịnh nọt hay yếu đuối trước mặt thằng đàn ông nào sất Tôi là tôi Tôi làm ra tiền bằng hai bàn tay Bằng cái đầu Không phải bằng cái lỗ Tôi không có ý can thiệp và hạ thấp cái nghề kiếm cơm của ai đâu Sao bà động chạm đến tôi trước thôi Tôi chẳng có liên quan đến bà gì Tôi tôn trọng bà không phải vì tôi sợ đâu Mà tôi nghĩ bà là ân nhân của mẹ tôi thời xưa Đã kêu mang mẹ tôi Nhưng không vì thế mà có chuyện Tôi lại đi theo bà và nối gót mẹ tôi đâu Bà là người tạo ra con đường sống cho mẹ tôi Nhưng cũng chính bà Đẩy mẹ tôi vào chỗ khổ Tốt nhất ý Bà nên chỉ dừng lại ở thời điểm mấy chục năm về trước thôi Còn bây giờ thì thôi nhé Chúng tôi thừa tiền rồi Nói xong Lê quay ngoắt đi Để lại một mình bà Hồng im lặng trông theo Đến khi Lê ra khỏi quán rồi Nhưng bà vẫn cứ đứng nhìn Một cô gái thấy bà cứ đứng im im như vậy Trông theo Lê thì thắc mắc Sao chị phải nhịn con xanh đấy Không ra lệnh cho mấy thằng em Bẻ sang nó cho chừa đi Nứt mắt ra mà mất dậy Bà Hồng cười lắc đầu giải thích Không, nó rất bản lĩnh nghe nhá nó còn sắc sảo và lì lợm hơn con mẹ nó ngày xưa Ngày trước mẹ nó cũng ngang ngược không chịu theo tao Nhưng vẫn phải khuất phục tao đấy thôi Bây giờ kiếm được kiểu người mạnh mẽ, cá tính Là cực kỳ có duyên như nó, không đơn giản đâu Phải biết kéo nó về phe mình Điểm yếu của những kẻ sống đàng hoàng và ngay thẳng Chính là sống quá thực tế Nhưng một khi bị trời vùi dập Kiểu như không còn ai giúp đỡ mình nữa Lúc ấy mình sẽ sang tay giúp đỡ nó Khi ấy nó sẽ mang ơn và phục dịch mày cả đời Đây là cách dùng quân Thuần hóa những người có bản lĩnh Và làm được việc Tuy hơi khó Nhưng khi nó về tay mình Rất giỏi và bản lĩnh Bà Hồng nói xong thì quay đi Để mà nói ấn tượng về Lê trong mắt bà Thì có quá nhiều thứ Và tất cả đều hơn bà Nga thời trẻ Lê xinh đẹp, bản lĩnh Nhưng trong đôi mắt có chất chứa nhiều sự yếu đuối Và đó là cái thứ mà tất cả đàn ông đều thèm khát Theo bà Hồng làm gì cũng phải có tố chất kể cả làm đĩ bắt gặp chồng đi tay vịn lê cũng đi thẳng về nhà quên mất là bản thân định đi sang nhà bà nga trên đường về lê có điện thoại là tú gọi từ lúc có hiểu lầm với tú lê giữ khoảng cách hẳn đi mấy lần tú gọi cô không nghe không phải là do tú mà là do mấy đứa đặt điều kia lê không muốn kể cho anh nghe rằng lý do không nghe điện thoại là vì thế bởi nó chẳng hay ho gì cả Họ có mua bánh của nhà cô hay không cũng không quan trọng Nếu cô không bán bánh Thì ngoài kia cũng thiếu gì quán bán đâu Thế nhưng Tú gọi thêm hai cuộc nữa Chuông cứ vậy rung lên liên tục Lê lại tắt máy Đầu dây bên kia Tú trách Sao không bắt máy của tôi Cô bận cái gì thế Không tôi đang đi trên đường Có việc gì không ạ à? Lê hỏi Tú đáp Tôi đi qua ngã tư nhưng không thấy bà Nga bán hàng tôi muốn hỏi nhà cô có việc gì hay sao mà có bán không để tôi còn ghé lê bất xác thời dài tâm trạng rất khó tả kiểu không muốn đóng cửa nhưng vẫn bắt buộc phải đóng khách gọi đến mua lại không có bánh bán lê cũng không muốn nói rằng lý do cô đóng cửa là mình ta đặt điều bôi xấu chỉ sợ kể ra cho tú nghe rằng người ta đồn bánh nhà lê có chứa máu kinh cái thứ bẩn thỉu ấy thì anh cũng hết dám ăn bánh tiêu alo Cô còn cầm máy không À có Nhưng tôi có việc bận nên nghỉ mấy hôm Khi nào bán lại tôi sẽ báo Lê đáp tôi đồng ý Nhưng trước khi tắt máy anh kể Chẳng là chú của tôi Ở nước ngoài về Việt Nam chơi Sẽ ông ấy ăn nhiều thịt thả lại chán Nên tôi hỏi trước xem là có bánh không Nếu mấy hôm nữa có thì tốt rồi Vậy nhá Nói xong tôi tắt máy Có lẽ anh không hề biết Cái vụ tin đồn về quán bánh của nhà Lê Người giàu mà có thừa hơi đâu mà cầm điện thoại Xem mấy thứ vớ vẩn ấy Ngày hôm sau Lê sang nhà bà Nga Cũng muốn hỏi xem bà có ý kiến gì không Liệu có phải đóng cửa thật mãi Hay chỉ là nghỉ một thời gian Qua có mấy ngày bà Nga gầy cả đi Chắc bà đã suy nghĩ nhiều lắm Tầm này không có công ăn việc làm Thì ăn vui cho được chứ Ngó lên trên bàn thấy vẫn có hộp cơm ăn dở cho hết một nửa Lê nói Mẹ không ăn cơm sao Ăn ít thế này là ốm đấy Mẹ không ăn nổi Để đến tối lại ăn Bà Nga vừa dọn dẹp nhà cửa vừa đáp Lê lắc đầu Để đến tối thì thiêu Ăn được gì nữa mẹ Mẹ ăn uống kiểu đấy Không sinh bệnh mới lạ Dù có thế nào cũng phải vào ăn trước Nhịn đói không nghĩ ra việc làm đâu Lê nói xong thì tiện tay Bỏ cả hộp cơm vào sọt xác Bà Nga tuy tiếc nhưng cũng không nói gì Vất cái khăn ra bàn Bà ngồi xuống rót nước uống Lê nhìn mẹ nói hay mình bán ở chỗ khác đi mẹ Chứ chẳng tội gì phải nghỉ nghề Bà Nga gật đầu Bà nói Phải bán chứ Nghỉ là nghỉ thế nào Nhưng bây giờ cứ chơi đi đã Tập này phải để dư luận lắng xuống Rồi làm cái gì thì làm Chứ bây giờ cố chấp Mang ra chỗ bán khác Không có kết quả đâu Mạng xã hội thì kết nối cả thế giới cơ mà Nào có phải là một phường một xã Nghe tới đây Lê gật đầu Vậy là bà Nga có cách gì rồi Cô hỏi Mẹ có cách gì à Đến khi nào mới mở lại Mẹ nghĩ rồi Bây giờ dư luận bàn tán Người ta chỉ trỏ Nhân cơ hội này nghỉ một thời gian Mẹ cũng sắp đẻ rồi mà Mẹ cũng phải chăm Nghỉ tới lúc con mày cứng cáp Mẹ bán lại là vừa Bà đã tính đến chuyện đấy Nghỉ cũng phải nhỉ Chỉ còn một hai tháng nữa là cô đẻ rồi Nhưng nếu mà vậy thì bà Nga phải nghỉ cả nửa năm chứ không ít Toàn nói thì bà Nga đáp Yên tâm Mẹ còn để tiền ăn Với lại làm cả đời quanh năm rồi Chẳng nghỉ ngày nào Cũng đến lúc phải nghỉ ngơi chút chứ Lê gật đầu Trông bà mạnh mẽ thế thôi Chứ trong lòng chẳng khác nào tơ vò Quán bánh bán cả chục năm Với lời đồn thổi của những đứa ghen ăn tức ở Đến mức phải đóng cửa Ai mà không nghĩ ngợi cho được Hôm nay là chủ nhật nên cái Vân nghỉ ở nhà Hai chị em chán quá không có việc gì làm Nên đi ra sau vườn xem có quả gì Ăn được thì hái Sáng nay vợ chồng kia Liên đi đón bà Lộc Ngay đâu đoàn xe gặp trục trặc gì đó Nên bắt người nhà lên tận Hà Nội đón Mỗi người đi một ngả Cho nên căn nhà cũng yên ắng hẳn đi Hai chị em đứng thững cầm bắt muối chấm ra sau nhà Vườn cây cho quả quanh năm Không táo, không mít, thị nhãn, ổi, khế, xoài Nhiều vô kể Khi Vân trèo tót lên cây Còn lê ở dưới cầm bắt muối Được quả táo nào thì ăn ngay Chẳng cần phải rửa gì cả khi Vân vừa trèo cây Nó vừa cúi xuống nhìn chị sâu rồi hỏi Chị ơi Hôm trước chị đánh Con mẹ kia liên là thế nào đấy ạ à? Em nghe nhưng mà không hiểu gì đấy Mày có điện thoại mà không biết sao Con đĩa chơi sỏ chị Tuy clip đấy không rõ là nó Hay là nó nhờ ai thì không biết Nhưng mày nghĩ xem Nó hay xem đá giấu tay chị Không nó thì ai Mọi khi chuyện gì trên mạng Nó xem được cũng lôi ra kể Thế mà chuyện này nó lại im bặt đi Vân nghe chuyện thì gật đầu Nó cũng chỉ biết nghe thế thôi Nó không xem được đoạn clip ấy đâu Đang trong lúc nói chuyện Nó ngước ngay lên Trên đầu thấy có quả táo to Lời lê ra lên vui mừng Quả này to thế nhỉ Bắt lấy này Nó ném xuống cho chị Nhưng chẳng may lê hứng Nhưng không trúng Quả táo vừa to vừa ngon nhất Rồi tóm xuống cái vỏ nhựa bên dưới Đá chứa đẩy nước mưa Được bắn lên cả quần áo của Lê khiến cô trao mày tiếc rẻ thôi xong cô mới ăn đến mồm rồi mà còn cũng sảy mất lê nhìn chăm chăm vào quả táo nó đã nằm gọn ở trong cái vỏ nhựa bẩn thỉu dưới đất không cam lòng lê nhặt lên lau lau nó và áo cho khô nhưng trong đầu vẫn còn sợ không biết rơi vào cái vỏ ấy ăn có bị đau bụng không quả táo được lê lau đi nhưng vẫn chưa dám ăn bất giác cô đưa quả táo lên mũi người cô khựng lại vài giây bởi cái mùi gì đấy khiến cô không khỏi nghi ngờ Thôi, bận thì thôi, ăn gì nữa Khi Vân nhảy xuống Trong tôi có rất nhiều quả Lê vẫn nhìn chăm chăm vào quả táo đang cầm Cô nói với Vân Tiếc thật đấy Cái quả to nhất thì lại rơi vào cái vũng này Cái nắp nhựa này là cái gì thế Rửa sạch đi thì không sao chứ Nhưng mà nó có mùi Cái đó là thuốc gây mê Mổ đẻ cho lợn ấy mà Thôi vứt đi, ăn làm sao lại chẳng bỏ khi Vân một lần nữa hối thúc chị vất đi không nên ăn Lê cũng làm theo Rồi hai chị em nhanh chóng đi vào nhà Nhưng có gì đó khiến Lê cứ lấn cấn mãi Cô tạm thời vẫn chưa hiểu là cái mùi thuốc đó đã bắt gặp ở đâu rồi Rất quen nhưng lại không biết là ở đâu Vừa vào đến sân Thì ô tô chở bà Lộc cùng vợ chồng cái liên thẳng Sơn Đã về Thế để cái bát xuống ra mở cổng Định cất mồm lên hỏi mẹ chồng đi chơi có vui không Có mệt lắm không Thì bà Lộc đã vùng tay tắt lên một cái Khiến cô không để phòng bằng ngã nhào xuống sân Mày Mày là con hồ ly Tao cho mày 5 phút để thu dọn đồ đạc Cút ngay cho khuất mắt tao Sao tao lại không để ý ra kia chứ Chúng mày là cái lũ đĩ thoã Bọn lẳng lơ Bà lộng chửi Tay xỉa xó lên mặt con dâu khiến Lê ngơ ngác Khi Vân thấy chị dâu bị đánh Thì hốt hoảng chảy ra Nó đỡ lấy Lê rồi gào lên trách mẹ Mẹ bị làm sao đấy Chị đang mang bầu cho nội của mẹ đấy đâu mà bị lú lẫn hay sao mà đẩy chị ấy Hay mày lại nghe đứa nào thối mồm Khích bác phải không Vân trách mẹ Nhưng lần này bà lại không thôi như lần khác Cái liên sách đổ đi đến Chẳng lấy gì làm ngạc nhiên Nó nói với Vân Tao cũng mong là đứa thối mồm này Nhắc đến lắm Nhưng đứa giả tạo rồi cũng đến ngày bị lật mặt thôi Bởi vì lúc đầu Tao ở đây làm dâu bị ghét Nên tao không dám nói Nhưng bây giờ khác rồi Đứa chị em thân thiết mà mày cho là tốt bụng ấy Hóa ra là con già làm đĩ Bản thân nó cũng làm đĩ nốt Liên nói rồi chị Lê vẫn đang ngồi dưới đất Đến đây thì cô đã hiểu Họ đã nói về vấn đề gì Thì Vân nó vẫn chưa hiểu Nó vẫn gân cổ lên cãi Chị đây thì làm sao Chị không tệ bạc như các người Từ ngày vào đây chị ấy chẳng làm gì sai cả Mẹ Mẹ thấy chưa Con đã bảo mẹ ngay rồi mà Chọn bạn mà chơi Bây giờ con Vân nhà mình nó bị nhiễm cái thói mất dạy rồi nó cãi cả mẹ đấy Sau câu thêm dầu vào lửa Bà Lộc nhìn Lê rồi nhìn cái Vân nói Mày tránh xa nó ra Nhà nó có truyền thống bao giờ làm đĩ đấy Mày có điện thoại mà không biết Người ta đang đồn ầm lên đấy à Đúng là chuyện mồi trải đàn ông Nói chuyện câu nào nghe nó mượt mà ngọt sớt câu đấy Ngày xưa bố mẹ còn khen Con mẹ nó vừa đẹp người vừa đẹp nết đấy Tao đã nghi nghi rồi Nhưng nghĩ thẳng thái nó không lấy được vợ Thì tao nhắm mắt cho qua Thôi Tuy muộn còn hơn là chết Còn hơn là cái đời lấy đĩ về làm vợ Bảo sao mà chưa được một năm về đây Lúc thì gia đình lục đục Lúc thì mất của, lúc mất cả người Hóa ra là đen đủi chưa phải đĩ Thôi nhá, mày cút xéo khỏi đây đi Ta còn thanh tẩy nhà cửa Bận thiểu chết đi được Đời chất xứng không nói được lời nào Mẹ cô cũng không biết nói gì Đoạn clip ấy khiến mẹ con Lê khổ sở vô cùng Và Lê cũng đoán được trong suốt quãng thời gian đi đón bà Lộc mới tiếng đồng hồ về đây Hai vợ chồng Sơn Liên đã tẩm cho bà ngấm những gì vào trong đầu Bà Lộc cứ chỉ chiết lê mãi khiến cây vân cũng khó nghĩ Nó hất tay mẹ ra rồi khuyên Mẹ đừng có mà tin người khác Chị Lê cũng được lấy vào đây đàng hoàng Được cưới hỏi đàng hoàng Dù làm nghề gì cũng phải chờ anh Thái về rồi tính Tao là người quyết Không phải chờ thằng Thái Đây là nhà của tao Tao cho ở thì được ở Mà tao đuổi là phải đi mà nói đến đổ đấy rồi mày còn bênh nó nữa hả Vân Mày còn trẻ người nó dạ lắm đi Vân ạ à. Sau này mày sẽ hiểu những lời mẹ mày hôm nay thôi Các cụ ngày xưa còn kiêng Là không được ân ái vợ chồng Hôm mùng một ngày rằm Chứ đừng nói Bảo là rước một con ăn nằm Với thằng này đến thằng khác Còn một tiểu gấp trăm lần Đấy mày xem Ai đổ oan cái gì cho nó Nó cứ gân cổ lên mà cãi Chứ cái lần này Nó ngồi yên thế này chắc Bây giờ mày hỏi nó đi Xem cái đoạn người ta quay có phải là nói đến quán của mẹ nó không Rằng có phải mẹ nó thời xưa làm đĩ hay không Bà Lộc nói Vân quay sang nhìn Lê Câu hỏi của bà cũng làm khó Vân Nhưng Lê chỉ biết cúi đầu Không cãi, không phản bác Không oán trách Không giải thích thanh minh lấy nửa lời Lê khổ sở đứng dậy Chậm chạp đi vào trong phòng Vừa lấy mấy bộ quần áo vận dụng cá nhân mang đi Trong phút giây ngắn ngủi Lê nghĩ đến những câu nói Ngày nào bà Lộc cũng khen Lê giống mẹ sinh gái nhỉ Lại khéo ăn khéo nói Bác đi xem thầy Thầy bảo hai đứa hợp nhau lắm đấy Lấy nhau về sẽ ăn nên làm ra Sinh con quý tử Ý vậy mà bây giờ Người ta quay ngoắt lại chỉ cô thẩm tệ Đúng là người đời Lật mặt còn nhanh hơn cả trở bàn tay Nhưng trong giây phút này Lê rất bình tĩnh Giống như thể tâm trí của cô đã biết trước sẽ có ngày hôm nay chỉ là sớm hay muộn mà thôi cô cũng không đau khổ không luống cuống sợ hãi xem chồng mình thế nào hãy ra thông báo cho hắn về đây để ngăn mẹ đường đuổi mình đi nhưng cuối cùng rốt cuộc lại bản thân cô đi đến đây thì cũng một mình tự dọn đi đến thế nào thì bây giờ y như vậy hãy bước những bước chân nặng nhọc ra ngoài sân đau đớn cả cơ thể và cả tâm hồn mặc dù từ đầu đến cuối cô không cãi cọ bất kỳ một câu nói nào không phải là vì cô sợ Mà là vì cô không muốn người ta động đến mẹ của cô Thêm một lần nào nữa Bà Nga mẹ cô đã đủ khổ lắm rồi Bụp Đi đi con đĩ Cái thứ quái thai Đừng có bán mảng vào đây nữa Tao chủ cho mẹ con mày Sida chết hết chúng mày đi Khi đi đến sân Bà Lộc từ trong nhà ra hất Một thau cả gạo cả muối và người Lê Lê biết hành động của bà Đã đang đuổi vong Bà không quan tâm đến cô không quan tâm đến đứa cháu trong bụng Mà làm cái gì nữa thế mình không nghĩ cho chị ấy Nhưng còn cháu của mẹ Tao thanh tẩy ô uế đấy Nó động đĩ nhiều Của con mẹ nó cho nên bẩn thỉu hôi hám Cháu nào Cũng với cả tá đàn ông biết là của thằng nào mà bắt vả Nhà mình bị sắt mũi đến đây rồi mà mày còn nói mấy câu đấy được sao Bà im buồn bà đi Cái nhà bà thì đàng hoàng tử tế lắm đấy Tôi sẽ đi Cho nên bà đừng có đụng chạm đến mẹ tôi bà không có lỗi Để như phát điên gào vào mặt của bà Lộc Một đậm đều chửi bà làm đĩ Hai câu bà chửi làm gái Khiến Lê không chịu đường được Bà Lộc thấy Lê gắt Thì quay ra gây sự động chạm tay chân Sao? Tao chửi con mẹ mày đấy Cái thứ đĩ thỏa định lừa cả nhà tao Bà Lộc còn đang thách thức Thì Lê xô bà một cái Mày sao cái liên ở đằng sau đỡ được Vin vào cớ Lê đánh mẹ chồng Cả cái liên và thằng Sơn Cả bà Lộc xuống lại đánh Lê Mặc cho cây vân đứng đấy can ngăn Chúng nó đánh Lê xong Thì kéo Lê ra ngoài cổng Mặc cho Lê nằm trên nền đất Gào trong đau đớn Lúc này vừa hai thái về Thấy vợ nằm ở ngoài đường thì hoảng hốt Toàn đỡ Lê lên Thì bà Lộc mở cổng cho con trai Kéo hắn vào rồi nói Mày quên mẹ đã kể lại nó làm đĩ hay sao Đấy không phải là vợ mày Đóng kịch đấy sự thương hại đấy thôi Nó còn định đánh cả mẹ cơ đấy Thôi đi vào trong Kệ xác nó Tí nữa nó chẳng gọi bao nhiêu thằng khác đến đấy chứ nó không phải là vợ mày đâu Đứa bé trong bụng nó càng không phải là con của mày Mày biết sao Khi biết tin con mày bị dị tật Nó lại giữ lại không Đơn giản là nó muốn sự thương hại của nhiều thằng đàn ông khác Không có mày Nhưng mà kia thì đầy Nó lẳng lơ giả vờ ngây thơ Thiếu mẹ dạy đàn ông Mày nghĩ mà xem Trong khi nó mới ngoài 20 Xinh xắn thế này Mà chịu lấy mày ắt phải có nguyên do không có ăn đã nói đến chuyện tình yêu chó nó tin bà lộc tiêm nhiễm vào đầu con trai y như cái cách mà vợ chồng nhà liên sơn đã làm thấy im bạn không nói gì quay ra sau nhìn vợ thấy ánh mắt của lê đỏ ngầu ướt đẫm hắn ái ngại quay đi không dám nữa câu nói của bà lộc cứ văng vẳng mãi khiến thái bần thần nó là đĩ ở nhà nó làm đĩ cái thai trong bụng của nó tuyệt đối không phải là con của mày đâu Hàng xóm kéo đến rất đông Nhưng họ chỉ đứng ở ngoài Tham gia rằng Dù là chuyện gì cũng phải đóng cửa bảo nhau Làm thế này chẳng khác nào Làm ngục nhau trước mặt bản dân thiên hạ Nhưng tầm này Những kẻ trong nhà không có nghĩa vụ Phải giữ mặt mũi cho ai Đến những câu góp ý bây giờ Cũng chỉ là dư thừa Chắc thế nào được Người ngoài không giúp đỡ Trong khi những người là gia đình Là tình thân thì lại bỏ mặc Kỳ Vân đứng trong sân Mẹ nó không cho nó ra đỡ chị Lê đau đớn gắng gượng dậy nhưng không được Toàn thân của cô run lên Da nhợt nhạt Cô gào lên khóc lóc Cháu đau bụng quá Đau quá Kệ mẹ nó đi Nó giả vờ đấy Đừng có tin Sao cô nói thiểu thảo của con sâu Bà Lộc chồng lọt nói ra Không để ai giúp đỡ Lê Tưới quần cô đang mặc Đang chảy ra dòng máu đỏ thẫm Nó loang dần Loang dần trên mặt đất khi Vân trong nhà hốt hoảng gào lên Máu Anh Thái đưa chị ấy đi viện đi Không kịp nữa bây giờ Thái nhìn thấy rồi Nhưng lưỡng lử Khi hắn thấy bà Lộc đang nhìn Ngoài kia tiếng Lê vẫn đang riêng rỉ một lần nữa Cứu chị với Vân ơi Hãy cứu cháu đi em Lúc này Vân bị Cái liên giữ tay Nó vùng chạy ra mở cửa Đằng sau tiếng mẹ nó lại chửi la ó Mẹ quay lại đây và đi bên con Lý ấy chứ không nghe lời mẹ phải không Lý thì không phải là người sao Không phải con dâu của mẹ ư Mẹ làm gì chị ấy Nếu chuyện thờ phụng tin vào thần thánh Nhưng lại không thương lấy con cháu như mẹ Thì xứng đáng bị ăn quả báo Tất cả các người trong đấy cũng thế Nó gào khóc rồi ôm lấy Lê, Lê Hàng xóm chạy tới xem Nhưng tuyệt nhiên không ai giúp đỡ Phần vì ngại bà Lộc Phần vì sợ bầu bì đen đuổi Và đâu đó họ tin Lê làm đĩ là thật xin các cô các bác đấy hãy cứu chị ấy với cháu xin đấy đã đủ thì không chết đâu nhưng bỏ mặc người thì chết người đấy Mượn khóc lóc van xin cuối cùng cũng có người cho mượn xe ô tô đưa cả hai chị em vào trong viện trong lúc mấp máy chạm đến cái chết thì lại không thấy bóng dáng chồng hay gia đình chồng đâu sự vô tâm đến đáng sợ còn không bằng người xương nước lã lê được đưa lên xe sau một lúc quằn quại đau đớn thì lê liệm đi khi Vân tưởng chị chết thì càng gào lên to tuần Trong lúc hoảng loạn Tôi vẫn biết đường gọi cho bà Nga Kịp thời đến bệnh viện Độ chục phút sau Xe cũng được Lê đưa tới bệnh viện Bác sĩ ùa ra bế thốc Lê vào Và không kịp lấy băng ca đẩy đi Lúc ấy Vân chạy theo Trẻ người non giả nên Vân sợ Không biết phải làm gì Bác sĩ đi theo Vân rồi hỏi Han ghi chép Chị bị làm sao đây Nhà không có ai à Mà có mỗi mình đi theo thế Chị bị mẹ cháu để ngã đấy Nên có máu chảy à Nhà cháu Tiếng cái vân lý nhí nhỏ dần Nó không muốn kể ra rằng Chỉ vì người nhà nó bỏ Lê làm đĩ Nên hát hủi chị nó ra đường Chỉ cần khai là chị nó mang bầu xong ngã Có máu chảy xem chừng là ổn Bởi chốc nữa cũng có mẹ lê đến Bỏ tới phòng Lê được gắn ống thở chuyển dịch ngay Các khâu được khẩn trương nhất có thể bác sĩ siêu âm sẽ quay ra nói với lê chuẩn bị tiền viện đi chị mổ bây giờ lấy con ra giờ đấy thì còn đi ký giấy tờ kỳ vân cứ ngờ ngác hoang mang nó sợ hãi lắm bởi nó không có ai ở bên cạnh nếu một lỡ nó ký giấy mổ cho chị xong chị bị làm sao thì nó ân hận cả đời Giống như bố nó cũng vậy nó vẫn ám ảnh nó đến bây giờ cùng lúc ấy bà nga tới nơi thì cái vân đứng đó thì liền chạy tới Thấy bà nó mừng tí khóc Định nói đôi ba câu cho bà nắm thông tin Thì bà gật đầu trước ra hiểu nó không phải nói gì lúc này Về sau còn nhiều thời gian để nói Lúc đấy Bác sĩ lại yêu cầu người nhà đi ký giấy tờ Đóng viện phí Nên bà Nga chạy đi luôn Dứt khoát và mạnh dạn Giống như bà đã đoán được trước rằng Con mình sẽ xảy ra chuyện thế này Lê mổ ngay chiều hôm đấy Nghe bác sĩ bảo Thai của Lê có vấn đề Sức khỏe của cô thì yếu cho nên dù bị đợi rất nhẹ nhàng Cũng ảnh hưởng đến tính mạng của con Bà Nga quay lại Thấy Vân vẫn đang ngồi đấy Nó vẫn chưa về Đôi mắt lờ đờ vì sợ hãi Vẫn còn nguyên Nó sợ Lê có mệnh hệ gì Chắc nửa đời còn lại Nó sẽ sống trong say dứt Bác cảm ơn cháu nhé Không có cháu Chắc cái Lê khó mà sống nổi Bà Nga ngồi cạnh Vân Bà lên tiếng nói Vân quay ra hỏi bà Chị không sao chứ ạ à? Để Bé cũng không sao chứ bác ừ. Bác sĩ bảo là một lấy thai gấp Sống sót cả mẹ lẫn con Nếu mà đưa vào đây chậm một tí nữa thôi Thì hậu quả nó sẽ khác Nghe bà Nga nói như vậy Đi Vân thở vào Mặt nó trùng xuống Nó lý nhí bảo Bác không hỏi xem nó có chuyện gì với chị Lê à Không Bác không cần hỏi Bác biết về cái đoạn người ta nói Ở trên mạng đấy chứ gì bác biết cả rồi bác chỉ thấy buồn là vì chuyện của bác ảnh hưởng tới con gái của bác thôi bà nga run giọng nói với vân tôi im lặng nhìn bà trước mắt nó đây là bà nga người mà mẹ nó anh chị nó nhất mực bảo rằng bà làm cái nghề không ra gì nhưng lại không cảm nhận thấy điều ấy nếu so với bà lộc thì vân thấy bà nga có cách hành xử tử tế hơn nhiều trong suốt thời gian ngồi chờ đợi Bà Nga không nhắc đến bà Lộc hay Thái Cho dù chỉ là một câu trách móc Liệu người đàn bà này đã chịu những tổn thương nào Những đau đớn ra sao Mà cho đến nay khuôn mặt của bà Không có một cái nhíu mày Điểm tĩnh và nhiều suy tư Nếu như là bà Lộc Bà đã gào thét ẩm mỹ lên rồi sau hai tiếng mổ đã được chuyển sang phòng khác Còn đứa trẻ được chuyển sang phòng thở máy Dù nó vất vả đau thương Từ khi còn ở trong bụng mẹ Lại còn sinh non bệnh tật Biết bao nhiêu cái đắng chút lên đầu hai mẹ con nhà Lê Ổn định hết Bà Nga khuyên khi Vân về không muộn Nhưng nó vẫn ở lại Nó muốn chờ đến khi Lê tỉnh lại Mới yên tâm mà rời đi Trong lúc ấy cô Vân ở đây trong hộ Bà Nga chạy về nhà lấy thêm đồ đoàn Đem lên cho con Đến chiều tối Lê cũng tỉnh lại Khi Vân thở vào nhẹ nhõm Lê lờ đờ nhìn xung quanh một lượt biết Lê lo cho con Kỳ Vân nói Con bé không sao đâu Đang ở phòng bên kia Mổ xong cái nhưng người ta chưa cho vào thăm Lê gật đầu Chút bỏ được gánh nặng trong lòng Đôi mắt ướt đẫm nhìn đứa em chồng Kỳ Vân không biết Lê đảo mắt không phải chỉ để tìm con Mà là còn muốn xem xem Ngoài nó ra Thì bà Lộc, Thái Hai vợ chồng cái liên có đến đây không Có quan tâm đến sống chết của cô Và của đứa con hay không nói nôm na cô đang mong ngóng để cho nhà bà lộc một cơ hội để sửa chữa nhưng xem chừng là khó tầm này ký vân có thể về nhà được rồi bà nga tâm lý bắt cả xe cho vân về trước khi đi nó quay lại nói cháu về trước thì cháu bảo anh thái với mẹ cháu vào nga cười gật đầu bà biết điều đó không khả thi nhưng bà vẫn không muốn nói trong tâm can bà trách người ta đối xử tệ bạc với con cháu mình bất luận là thế nào chuyện đuổi con dâu ra ngoài đường khi nó bụng mang giải sửa vượt mặt là điều không thể tha thứ bà lộc khắc máu tanh lòng đã đành vậy còn thái nó là chồng cái lê thế mà cho đến giờ này không thấy mặt mũi đàn ông nghe mẹ mười ông thì chín người ông đuổi vợ đi không cần biết sai đúng thế nào sau ca mổ bác sĩ gặp bà nga người ta nói với bà độ tầm mười phút nữa Bác theo y tá đi thay đồ bảo hộ sát trùng Rồi vào thăm cháu nhé Con bé tôi có một vết bớt ở miệng Lại sinh non mổ khẩn cấp Nhưng rất khỏe mạnh Sao ạ? À? Có vết bớt à? Con gái tôi đi siêu âm Người ta bảo là nói Nó bị dị tật hở ám ếch cơ mà Sức khỏe yếu Liệu có phải... Bà Nga trốn mắt lên hỏi bác sĩ Vừa mới mổ đẻ cho con gái xong Bà hoang mang tột đổ Không hiểu là cái bớt hay là dị tật Nhưng người bác sĩ khẳng định có thể là vết bớt đậm Khiến bác sĩ siêu âm chẩn đoán rằng Bị dị tật môi Nên khi cháu ra ngoài thì chúng tôi khẳng định Đây là vết bớt máu màu đỏ thôi Cháu rất khỏe mạnh Đã nằm ở trong phòng chăm sóc đặc biệt Thôi bác đi theo y tá Đến phòng đấy đi rồi thay xã rõ nhé Bà Nga gật đầu Đi theo người y tá Đi thay quần áo sắt trùng và thăm cháu Mỗi bước chân đi là từng nhịp tim bà đập không ngừng Hồi hộp, lo lắng Xem cả sự hoang mang Lại thêm phần phấn khởi khi hai tin cháu mình khỏe mạnh Khi mà trước khi con gái bà đi khám Người ta bảo là con bà bị dị tật khó chữa Và phải chuẩn bị tinh thần Bà Nga được dẫn vào căn phòng rộng trắng muốt Nếu có phải chục đứa trẻ con đứa nào cũng có vấn đề về sức khỏe Nên khóc yếu ớt như con mèo con Dừng lại trước một cái nôi được ghi tên mẹ Đứa bé trộm vía ngủ ngoan không khóc Chốc chốc lại giật mình Trên mũi còn ống trở thở Nhưng vẫn không thể che được vết bớt là thật Cháu bà không hề bị dị tật Không khiếm quyết gì Tôi không biết sau này sức khỏe có ảnh hưởng gì không Nhưng trông nó rất khỏe mạnh Bà Nga đã mừng không thể tà nổi nữa rồi Giờ tâm non đã hết Bà Nga ra ngoài Khế bà mới khóc Bà khóc rất to vui mừng Và là lựa chọn giữ lại con của Lê Là đúng đắn Nghĩ đứa bé nằm trong nôi Da nó trắng y như mẹ Cái mũi cao cùng với cái môi vảnh lên thật ghét nó giống y như Lê hồi bé Chẳng lẫn đi tí nào Ngày hôm sau Lê tỉnh lại Khỏe hơn đôi chút Bà Nga kể cho cô nghe về đứa bé rất khỏe mạnh Khiến Lê cũng vui lây Bà lấy cháo cho con ăn Vết khâu khiến Lê đau đớn Nghiến chặt răng, mặt đỏ bự Nhưng cô không kêu than lấy nửa lời Kim Vân về nói với anh trai Với mẹ mình rằng Dù gì Lê cũng là dâu ở trong nhà Họ phải vào viện xem Lê thế nào Nhưng không một ai đi Bà Lộc vẫn chưa hết hẳn học Nhất mực nói Lê bắt Thái đổ vỏ Chứ không phải là cháu nội bà Mày xem xem Nhà mình có ai bị tật đâu Thế mà con nó lại bị dị tật Kiểu này là con của thằng nào ấy chứ Mày không nghe câu Lấy đĩ thì đến lòng trung thủy cũng không có à Kim Vân lặng thinh nhìn tất cả mọi người trong nhà nó Nó thất vọng dâng cao trong ánh mắt Nó chẳng buồn khuyên nữa Trước khi đi Nó quay lại nói câu cuối cùng sau này con vẫn mong nhà mình cũng chỉ giữ nguyên quan điểm này Cho đến khi ân hận sai sứt Người ta cũng không tha thứ cho đâu Sởi đó là cái thá gì mà phải tha thứ Tao không phải trẻ danh mà ăn nói hai lời Bà Lộc bĩu môi chắc chắn Vân thở dài đi thẳng xe vào trong bệnh viện 20 ngày nằm viện của Lê trôi qua thực sự quá dài Ngoài bà Nga và cái Vân ra Thi thoảng lui tới lui ra Thì không còn một ai đến nữa Nằm trên giường cũng bốn bức tường trắng Tuy rằng trống trải lạnh lùng Nhưng không thể phủ nhận Đây là quãng thời gian cảm thấy bản thân sống chậm lại Và suy nghĩ thấu đáo nhất của Lê Tuy buồn về chuyện nhà chồng Xong đổi lại Niềm vui khó tả đấy là con gái mình khỏe mạnh Rồi bị bớt trên mặt rất to Ảnh hưởng đến khuôn mặt con sau này Thế nhưng chuyện đấy không đáng lo Lê sẽ bù đắp cho con Bằng những thứ tốt nhất Sau khi khỏe Lê được bà Nga đón về nhà Thời gian này không đi làm cho nên bà chỉ ở nhà chăm con chăm cháu Ngày hôm đó Tú đến Vì gọi cho Lê không được Em đã tới tận nhà cô Bữa trước đã có giao kẻo với bà Nga chuyện làm bánh Bước vào trong thấy Lê đã sinh con Tú cũng quên mất mình đến đây Là nhờ bà Nga làm bánh Cái áo khoác ngoài ra Tú đi đến ngồi cạnh giường Lê Chăm chú nhìn đứa con gái mới đẻ được Lê ôm ấp Đối với Tú Một người không có khả năng làm cha Trông thấy đứa bé Cảm giác rất khó tả bồi hồi và xúc động vừa vui lại vừa thương đứa trẻ con đẻ ra đã có vết bớt trên mặt thế kia anh quay sang nói với lê tôi quen rất nhiều bác sĩ để tôi hỏi xem cái bớt này có thể xử lý được hay không nhé lê gật đầu dù không mấy khả quan nhưng trong lòng cô nhen nhóm một chút hy vọng mong manh cứ như vậy tú nhìn đứa bé không rời mắt lê nhìn anh cô hiểu và thông cảm cho người đàn ông giàu có nhưng khốn khổ này vợ bỏ không có con ngoài công việc và lao vào gái gú ra anh không còn thú vui hay ý nghĩa gì khác khi nhìn thấy đứa trẻ anh chẳng khác nào tìm được mảnh ghép khuyết trong tim Yêu đuối và sẽ khóc vô cùng anh có vẻ thích trẻ con nhỉ một bế nó một lát không tôi á tôi không bế được đâu nó mềm như là cọng xưa ấy nó ngã thì làm thế nào Lê cười vẫn đưa đứa bé cho Tú bế Tuy rằng miệng nói là sợ Nhưng khi Lê đưa anh cũng nhanh nhỏ đôi lấy đứa bé Cho cả hai chân lên giường Xung quanh nào tã, nào bìm tứ phía Tú không dám động đẩy Ngồi im như pho tưởng Cứ nhìn đứa trẻ rồi cười mãi Có con chính là như vậy đấy Vui bất chấp Và dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con Con ơi Tú bon mồm thốt lên khe khẽ Khi Lê đưa mắt nhìn Trong giây lát Câu nói của Tú vô tình làm cho cô nhớ về Thái Suốt hai tháng qua Hắn không đến thăm con dù chỉ là một lần Nghe tiếng đàn ông xa lạ gọi con mình Gọi cho Lê nghĩ về chồng cũ Thì cô còn cảm thấy chạnh lòng Nhưng có thứ gì đó vỗ về tim cô ấm áp Đứa trẻ láo liên nhìn Tú rồi toe toét cười Nó không lạ cũng không khóc Bà Nga sau khi giặt quần áo vào thế tú bế Đứa cháu của mình thì dừng lại xem Cũng khéo bế lắm chứ đùa Một lúc sau đi lên bà hỏi Cậu Tú và bà có chuyện gì ấy nhỉ Về chuyện làm bánh đãi khách phải không Ông bác giới mới về nước hay sao Vâng Ông định về từ mấy tháng trước rồi nhưng có việc đột xuất Nên phải lại làm cho xong Sao lên máy bay rồi à Nên cháu sang đây dẫn bác làm bánh Tú nói xong Thì chăm chăm nhìn vào đứa bé Giống như thể ngoài nó ra anh không còn quan trọng những việc khác Bà Nga gật đầu nói với Tú Vậy cứ khi nào khách đến chơi Thì cậu cứ bảo với tôi trước Mấy tiếng tôi làm bột nhé Tôi thèm ăn sơn hào hải vị gì thì khó chứ Mấy cái bánh này Làm tí là xong Tú gật đầu Lê ngậm ngừng hỏi Anh có xem được thứ gì ở trên mạng Nói về quán bánh nhà tôi không Tôi có xem Cô định hỏi vì sao tôi không sợ mà vẫn ăn bánh nhà cô chứ gì Lê gật tôi không biết chuyện này sao vậy mà anh vẫn đòi ăn tôi nói với lê thực ra mấy chiêu trò bẩn thỉu này để hại bệnh nhau trên mạng xã hội không hiếm chỉ là người thường ít nhận ra thôi tôi là người thực tế có chính kiến không dễ bị sắt mũi bởi những ý kiến khác đâu tôi không quan tâm mấy thứ đó quan trọng là tôi vẫn ăn tôi tự trải nghiệm tự đánh giá không nghe lời đồn nghe được câu này lê cảm thấy yên tâm bao nhiêu nếu mà ai cũng sáng suốt như Tú Thì quán của cô có phải là vẫn mở được không Tiếc là người ta hay theo số đông Và hùa để tẩy chay Với một quán bánh lâu đời và uy tín Như quán của bà Nga Nhưng một người thì có niềm tin ích gì đâu Lê Khẽ nhìn Tú thở dài Bị đứa bé trên tay Nó nhắc về chuyện bánh trái Tú kể Bà cháu là người gốc Việt đi chứ Nhưng sang bên Mỹ cũng được mấy chục năm rồi Hơn năm trước và con bác ấy bị tai nạn xe hơi chết ở bên ấy Bây giờ bác ấy về Hàn Bên đó không còn ai Đất cát ở đây thì còn Ngày tới đây ai cũng buồn cho người đàn ông đấy Mỗi người đều có cái khổ Mà không giống ai Thái cứ ngồi chăm chăm nhìn đứa trẻ Rồi bất giác một tiếng bùm rất to Khiến tất cả giật cả mình Thôi xong rồi có đóng bìm cho con không thế Tôi thấy nó cứ nóng nóng nhỉ Tôi không Lê nói nhỏ Nhưng mà Tú thì tái lại Nói với Lê Cô lấy nó đi Tôi chỉ biết bế đến đây thôi Con chưa học đến cách thay tã bỉm đâu Một tí tôi còn phải họp nữa Lê gật đầu nhận lại con Nhưng Tú không tránh khỏi Màu hoa quải vàng chóe ở quần Tú xị mặt đứng lên Và lấy cái áo khoác rồi trách yêu Thế này là hỏng rồi Thôi bố về nhé Mai bố lại sang chơi Anh nói rất tự nhiên Sao cô nói ấy tôi biết mình vô duyên Nên bất xác nhìn Lê cũng thấy cô đang nhìn mình ngơ ngác một người không chồng một người không con nó lại khớp nhau tới lạ kỳ tú quay đi anh sẽ ngượng bằng cách nói với bà nga khi nào cháu bảo cô phải làm bánh đấy nhá cô biết rồi sau này cái lê đẻ cô cứ quanh quần ở nhà ấy mà cô đi đâu đâu tôi phải thay quần áo đi tú gật đầu đi ra ngoài bà nga đứng đấy trông theo Để nói với mẹ trông mặt khó tính ăn mặc sạch sẽ mà kiếm nhà mình nó ị ra lại không thấy Lèo nhèo cắm cảo nhỉ Hay thật đấy Bà Nga cười gật đầu bà nói Nó bây giờ muốn có đứa trẻ con trong nhà lắm mê chứ Tầm tuổi ấy Chẳng người nào không muốn yên bình bên gia đình cả Bà nghe nói Sẽ lẫn là nỗi buồn to khó tả Bà thông cảm và thương xót cho Tú cho anh đi với người đàn bà khác Thì bà cũng biết chứ Chuyện anh không thể có con Thì còn khổ sở hơn cuộc đời này ai cũng có vất vả và khó khăn nhưng người giàu có mà con cái hạn hẹp người có con nhưng lại nghèo đói còn hai mẹ con bà đẹp người đẹp nết xong lại lận đận chuyện tình xuyên lê nghe bà nói tầm tuổi đấy muốn yên bình mà lại nghĩ về thái hắn cũng chẳng tuổi tú đấy nhưng mà sao suy nghĩ lại khác xa nhau đến vậy trong khi tú thoải mái và vô tư thì thái chỉ chăm chăm vào vợ sai ở đâu sai ở chỗ nào và láo với người nhà hắn là tuyệt đối không được Ngày hôm sau cái Vân đến Nó tặng cho cháu một cái lắc chân bạc nhỏ xinh Lê nhìn Kim Vân rồi trách Từ đâu mà cô mua cho cháu thế Để đấy mà tiêu chứ Học hành còn nhiều thứ phải lo Chứ không phải nhắc Em để tiền Cái này mua bên Giao Linh cũng rẻ lắm Bạc lại tốt Em mua cho cháu em chứ mua cho ai đâu Kim Vân bĩu môi cảm giảm cái lê bật cười Nó chơi với cháu một lúc Rồi quay sang hỏi chị Chị này Chị với anh Thái Tính thế nào Lão nói chuyện lại với chị chưa Chuyện sau này thế nào đây Chị cũng không biết Đẻ cũng một thời gian rồi Nhưng mà chưa một lần đến giả chị Hỏi thăm con thế nào Có thể tất cả đều nghĩ Nó không phải là máu mủ nhà mình Lê bật cười chua xót. Tầm này cô cười được thì đúng là Sợ hơi thật sự Cái Vân nhìn chị Nó chỉ biết thở dài thôi Thân làm em lại còn đang đi học Thì lo lắng được cho ai nó nói lấy lòng Nhìn thế này chắc chắn là con của ông Thái Chứ đã đi đâu được Mà nghi ngờ chứ Hãy để em chụp một tấm hình Gửi cho ông ấy xem nhé Có kiên kỵ gì không Lê lắc đầu Cái vân cầm điện thoại ra chụp Nếu phải như người khác Họ sẽ không cho phép Bởi là nếu họ muốn gặp mặt con cháu Thì đã đích thân đến đây Chứ không cần phải cái vân mang ảnh gửi về Cái vân nhìn vào bức hình rồi chẹp miệng không có cái bớt bỏ này thể sinh bao nhiêu bác sĩ bảo thế nào có chữa được hay không hả chị cháu lớn mới biết được em ạ à. chú bác bác sĩ nói cháu hoàn toàn khỏe mạnh cái bớt bớt này giữ nguyên hiện trạng không to lên thì hoàn toàn có thể cắt bỏ vân gật đầu nó cũng vui mừng theo nó đáp khỏe là tốt rồi cũng may là khi ấy chị không nghe ai chứ không thì Kỳ vân lấp lửng nhưng lê cũng hiểu trước khi về cô nhắc chị muốn nhờ em một chuyện về nhà chỉ cần cho mọi người xem ảnh cháu thôi chứ đừng cố thuyết phục rằng nó giống ai nhé một khi họ đã không ưa chị thì nó có giống chị hay giống ai họ Đúng cũng sẽ không nhận đâu khi nào lão thái về em lấy cho chị một ít tóc của lão đem đến đây nhưng phải giữ bí mật tuyệt đối chị muốn xét nghiệm adn phải không nó giống lão thái thế kia cần gì phải làm cho tốn kém sao Em à, biết rồi Chị muốn sợ vào đây để chứng minh nhà mình Thấy con bé có máu mủ Để cho nhà mình phải tâm phục khẩu phụng đón chị về phải không Cái Vân đặt ra giả thiết Lê cười nhạt lắc đầu Không phải như vậy Chị chỉ muốn chứng minh đây là con của anh ấy Để ly hôn Chị biết nhà mình rất hay tạo ra lý do Nếu chị cứ im lặng mà rời đi Thì chắc chắn họ sẽ nghĩ Con bé không phải là con của anh Thái Nên chị mới rút lui Trước khi tấm giúp tất cả Chị muốn khẳng định bản thân mình trong sạch Vậy là chị bỏ anh Thái thật Vân không giấu nổi sự buồn mà hỏi lại chị Lê đáp Lúc đầu em có nói Nếu mà khổ quá thì bỏ quách đi đấy à Sao bây giờ lại hụt hẫng thế Chị nghĩ rồi Chưa cần yêu thương nhau to lớn đến đâu Nhưng một khi không tin tưởng nhau Thì sẽ không bao giờ ở được với nhau Đừng nghĩ chị làm quá Cứ tưởng như đặt em vào vị trí của chị đi Xe phút bị đẩy ra đường Bị con là đĩ thoã Bị đém gạo muối lên người, lên mặt Bị nhà mình xỉa sói Bị chảy máu suýt nữa mất con Nhưng mà chưa oán trách lấy nửa lời Khi em mới hiểu được Chị đã quá bản lĩnh khi bình tĩnh thế này Kỳ Vân gật đầu hiểu chuyện Nó biết Lê làm sâu nhà nó là một thiệt thòi Cho nên đi hay ở Nó không dám giữ Kỳ Vân về Ánh mắt Lê chất chứa nhiều thứ mà không ai biết Ngoài việc nhờ cái vấn lễ hội ít tóc của Thái ra để xét nghiệm Thì Lê còn một mục đích khác nữa Các bạn khán thính giả thân mến Các bạn vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh Bằng cách nhấn đăng ký kênh Like, chia sẻ video Để lại bình luận ở bên dưới nhé Cảm ơn các bạn